Xin kính chào quý vị khán giả đã đến với chương trình Diễn đàn CEO. Trong những talk show trước thì Dương Trinh đã rất nhiều lần nói đến câu chuyện ước mơ và làm thế nào để hiện thực hóa ước mơ đó. Nếu như người ta nói rằng mọi con đường đều dẫn đến thành Rome thì chắc chắn Dương Trinh có thể khẳng định một điều: mọi ước mơ với một nguồn lực hỗ trợ hợp lý thì sẽ giúp bạn trở thành một chủ doanh nghiệp. Nếu những điều Dương Trinh nói hơi mơ hồ thì chắc chắn câu chuyện của Diễn đàn CEO ngày hôm nay sẽ cho quý vị một minh chứng cụ thể hơn. Một doanh nghiệp thuộc tập đoàn Wienfinger của Đức. Một chi nhánh hoạt động tại Hà Nội từ năm 2012 trong lĩnh vực thiết kế và quản lý các dự án xây dựng. Nhưng để có một Tebodin ở Hà Nội như hiện nay, CEO Hoàng Thế Long đã phải trải qua một quá trình nghiên cứu thị trường, lên kế hoạch, thuyết phục ban lãnh đạo tập đoàn cho anh được tiếp nhận và tạo sự nghiệp riêng tại Hà Nội. Xuất phát điểm là một chàng kỹ sư cơ khí. Anh từ Nam ra Bắc, tìm văn phòng, tìm nhân viên, tìm đường đi trong cuộc cạnh tranh khắc nghiệt của thương trường. Một con đường được vẽ ra và bước chân vào thương trường, tự tạo dựng doanh nghiệp, thì con đường ấy lại phải đi theo một hướng khác. Anh nhận mình như một founder, một trưởng nhóm. Với anh, trên con đường kinh doanh, anh được thử thách chính bản thân mình, đi tìm những giới hạn và được sống là chính mình. Dương Trinh xin được giới thiệu có mặt trên trường quay của VITV ngày hôm nay, CEO Hoàng Thế Long. Vâng, xin chào Dương Trinh, xin chào chương trình VITV. Rất hân hạnh được có mặt ở trường quay hôm nay để chia sẻ với các bạn. Ngày hôm nay thì Dương Trinh có thể gọi anh Long là một kỹ sư cơ khí hay là một doanh nhân ạ? Với mình thì gọi là gì không quan trọng, bởi vì là mình nghĩ rằng là sau tất cả những cái gì mình trải qua, sau những cái môi trường làm việc, sau những cái nơi, những cái công việc mình làm thì thực sự cái danh xưng nó không quan trọng bằng những gì mình làm, cho nên Dương Trinh có thể gọi mình với bất cứ cái danh xưng nào. Nhưng mà công việc mình đang làm thực sự đấy là một, mình nghĩ đấy là một doanh nhân, đấy là công việc của một doanh nhân. Vậy thì trước khi đến với con đường của doanh nhân thì anh Long đã trải qua những công việc như thế nào? Mình bắt đầu với một cái công ty nhà nước. Đương nhiên là trong quá trình làm, lúc còn sinh viên thì mình làm rất nhiều việc, trải qua rất nhiều việc khác nhau. Nhưng mà sau đó thì mình bắt đầu với công ty nhà nước và một thời gian mình công tác ở Thái Lan hơn 2 năm. Và sau đó thì mình quay trở lại Việt Nam. Lúc đó mình bắt đầu làm với lại công ty hiện tại là Tebodin Việt Nam. Cũng đã trải qua rất nhiều các cái công việc khác nhau, các cái vị trí khác nhau. Có một thời gian khá dài và nhiều cái khóa huấn luyện khác nhau ở Hà Lan. Thì đấy là những công việc mà mình làm cho đến thời điểm này, cho đến khi mà mình nhận cái văn phòng Hà Nội. Vậy tại sao khi đang có một công việc tại nhà nước, anh lại không giữ công việc đó? Quay trở lại thời điểm đó thì thú thực với Trinh rằng là những cái công việc mà mình làm ở cái thời điểm ban đầu cũng cho mình rất nhiều bài học. Tuy nhiên thời gian nó thay đổi và con người mình nó cũng thay đổi. Thế thì ở thời điểm đó mình muốn làm cái gì đó khác hơn, làm cái gì đó mới hơn, làm không lặp lại những cái đường đi của rất nhiều người và sẽ kết thúc cùng một cái điểm. Thì mình không muốn kết thúc điểm đó, mình muốn kết thúc một cái khác đi. Và đấy là lý do mình bắt đầu suy nghĩ cái việc là ok, mình sẽ phải làm một cái công việc cho một công ty khác với cách làm khác. Để xem mình khám phá bản thân mình, để xem mình làm được đến đâu, mình làm được những gì cho dù nó khó khăn đến đâu. Vậy thì tại sao một anh kỹ sư cơ khí lại ôm một giấc mơ làm kinh doanh? Mình khi mà mình làm kỹ thuật thì mình phải chấp nhận có những cái chuyện nó sẽ lặp đi lặp lại, và cuộc sống của mình nó sẽ có rất nhiều thứ, rất nhiều công việc mình sẽ phải lặp đi lặp lại. Cái đấy thực sự nó không hấp dẫn mình. Mình rất muốn khám phá xem rằng mình có thể làm đến đâu, mình sẽ làm được những cái gì. Một phần nữa rằng là khi mà mình rất muốn mình làm kinh doanh, mình muốn điều hành cả một cái văn phòng để mình làm kinh doanh, phát triển cái thị trường. Bởi vì là mình tin rằng là khi mà mình làm trưởng một cái nhóm, hoặc là trưởng một cái bộ phận, hoặc trưởng một cái nhóm, hoặc là trưởng một cái văn phòng, hay hơn nữa là trưởng một cái công ty, và mình dẫn dắt lèo lái cả cái tập thể đó đi theo một con đường tốt hơn cho cả nhóm, như vậy thì mình tin rằng chuyện đó nó sẽ tốt hơn cho nhiều người. Vậy thôi, và mình chọn con đường đó cho dù nó có khó khăn, mình biết là nó khó khăn hơn rất nhiều. Ý muốn của anh là anh rất muốn làm kinh doanh,
Nhưng mà làm như thế nào để anh có thể thuyết phục người khác rằng một kỹ sư cơ khí như anh lại có thể dấn thân vào một con đường hoàn toàn khác biệt với những thứ anh đang làm? Quay trở lại cái thời điểm mà mình quyết định mình ra Hà Nội, thì trước đó mình cũng đã nghiên cứu rất nhiều về thị trường miền Bắc, về cái khó khăn thuận lợi ở miền Bắc. Như bạn biết là cái thị trường miền Bắc nó có cái đặc thù riêng. Và sau khi nghiên cứu thì mình thấy rằng ở đấy hoàn toàn có thách thức nhưng mà nó vẫn có cơ hội. Và trong cái môi trường nó khó khăn như vậy thì mới cần những cái quyết định nó đôi khi là mạnh mẽ một chút xíu. Và mình làm thành một cái đề án để mình thuyết phục ban lãnh đạo của mình, kể cả lãnh đạo vùng lẫn lãnh đạo toàn cầu, là ok, cho phép sẽ mở một cái văn phòng ở ngoài Hà Nội. Và đấy là có lẽ đấy là cái bước đầu tiên của cái việc mà định hình trong cái việc dấn thân vào cái con đường kinh doanh như Trinh nói. Thực ra thì Trinh cũng nói chuyện với nhiều người và nhận ra một điều rằng có rất nhiều người khởi đầu công việc của mình bằng cách làm ở một công ty nhà nước, sau đó chuyển sang một công ty tư nhân, tích lũy những cái kinh nghiệm có được. Bản thân anh là một người rất giàu kinh nghiệm trong vấn đề kỹ thuật, sau đó anh cũng có những kinh nghiệm trong vấn đề quản lý. Vậy thì khi mà mình nhìn thấy được thị trường, khi mà bản thân mình có tiềm năng như vậy, tại sao anh không tách ra ngoài làm riêng mà lại buộc mình phải phụ thuộc vào một cái công ty mà anh đang làm? Đấy là câu hỏi mà mình nghĩ cũng đã từng suy nghĩ về chuyện đấy rất nhiều. Tuy nhiên thì mình nghĩ để mà đạt được cái mình muốn, hay gọi nó là giấc mơ, thì nó quay trở lại cái chuyện là cái mình muốn hay cái giấc mơ nó là cái gì. Và với mình thì giấc mơ của mình là mình sống có ích cho một hoặc vài người, hoặc càng nhiều thì càng tốt. Thế thì để đạt được cái mức giấc mơ đó thì mình có thể chọn một con đường là đi phát triển một cái đường hướng riêng, một mở công ty riêng, hoặc là mình sẽ tiếp tục cái con đường này. Thì mình thấy rằng cái con đường mình đang đi nó thuận lợi hơn rất nhiều và nó dễ hơn rất nhiều cho việc mà mình sẽ ra mình là mở công ty và mình sẽ tuyển người, rồi mình sẽ xây dựng thành một cái thương hiệu, rồi mình sẽ làm. Thì vẫn là một cái giấc, để thực hiện giấc mơ đó thì mình chọn con đường nó đơn giản hơn thế. Thì đấy là cái mà mình gọi là mình chọn con đường dễ nhất để thực hiện cái mà mình muốn thôi. Thế nhưng mà vấn đề về cái tôi thì sao? Cái tôi mình nghĩ rằng là với mình ấy, thì cái tôi again nó là cái giá trị của mình đối với lại cộng đồng, đối với lại những người xung quanh mình. Mình nghĩ rằng là nếu mà mình càng đóng góp nhiều, càng có ích cho xã hội thì đấy là cái tôi của mình. Thế còn có thể có rất nhiều cái suy nghĩ khác vào, nó không hề sai. Cái tôi là phải khẳng định được cái vị trí của mình trên trên cái thương trường, hay là có nhiều tài sản hơn, hay là có rất nhiều các cái mối quan hệ này kia. Thì với mình, mối quan hệ cái tôi của mình đó là cái giá trị của mình đối với lại tập thể, với những người xung quanh mình. Tebodin là lựa chọn tốt nhất của chúng tôi. Chúng tôi đã bị thuyết phục ngay từ bản kế hoạch mà họ đã thuyết trình với chúng tôi. Bị thuyết phục bởi cách họ giải thích cho chúng tôi những gì họ đang làm. Và đằng sau những lời nói, họ đã thuyết phục chúng tôi bằng cách mà họ hoàn thành công việc của mình trước thời hạn. Thực ra là mình ấn tượng nhất là đầu tiên là hôm mình phỏng vấn ở đây, gặp một người trẻ hơn mình mà làm giám đốc cái văn phòng Hà Nội này. Điểm đầu tiên, anh ấy rất cởi mở. Anh ấy là người biết lắng nghe. Tebodin là một thương hiệu thế giới với nhiều kinh nghiệm. Đồng thời họ có một đội ngũ rất am hiểu tại thị trường địa phương. Anh Long là người có nhiều kinh nghiệm làm việc tại nhiều nơi trên thế giới. Đồng thời anh ấy rất chăm chỉ, cần mẫn để đảm bảo họ có một đội ngũ tốt nhất để hoàn thành được sản phẩm tốt nhất. Nói chung là thường thì anh em đã làm chuyên môn kỹ thuật mà sau này mà thì thường là không có nhiều kinh nghiệm về quản lý. Nhưng mà sau một thời gian làm việc với Long thì mình thấy rất thích cái cách thức làm việc của Long. Nếu cần nói điều gì về anh Long thì đó là anh ấy luôn cho người khác những lời khuyên chân thành. Anh ấy có rất nhiều kinh nghiệm trong điều hành nhóm, khuyến khích người khác và tạo một tinh thần làm việc rất cao. Anh Long là một người rất là chuyên tâm vào công việc, rất rõ ràng công việc và hết mình với công việc. Từ cái cách hướng dẫn cho đến những cách giải quyết vấn đề này thế nào, và Long luôn chủ động đề xuất là nếu mà anh đã xử lý vấn đề này chưa, và chúng ta ngồi lại với nhau và nên chọn cái cách nào nó tốt nhất, thì mình thấy mình thích cái phong cách làm việc của Long. Mình nghĩ cái khác biệt lớn nhất ấy là chính là vì anh xuất phát từ cái người kỹ thuật, cho nên là anh hiểu được cái kỹ sư và nhân viên của mình cần những cái gì. Chính vì thế cho nên là anh cũng có những cái chia sẻ rất là nhiều trong công việc, hỗ trợ rất nhiều trong công việc. Có thể có nhiều người sẽ thắc mắc là tại sao Trinh lại mời anh lên diễn đàn CEO.
Bởi lẽ nhiều người sẽ quan điểm rằng trong lĩnh vực khởi nghiệp, nghĩa là anh sẽ phải tự đứng trên đôi chân của mình bằng nguồn vốn mình có, thành lập bằng một cái niềm tin chứng minh cho khách hàng tự mình có, nghĩa là tự tất cả hoàn toàn. Nhưng mà trong trường hợp của anh Long thì rõ ràng anh đã có một cái background rất ổn, và thậm chí anh có thể kiếm được nguồn lực từ chính công ty mẹ của anh. Vậy thì có phải con đường của anh quá dễ dàng hơn những CEO khác không? Mình không nghĩ rằng nó dễ dàng, nhưng mình nghĩ nó khó theo một cách khác. Mình biết rằng các bạn, có rất nhiều bạn hoặc nhất rất nhiều người khác thì họ phát triển một cái thương hiệu mới hoặc phát triển một cái sản phẩm mới, họ phải đi tìm nguồn vốn đầu tư. Đấy là những cái thứ rất rất khó nhưng mà dễ. Tuy nhiên rằng là với mình ấy, thì các bạn biết rằng là một công ty tư vấn thiết kế thì cái vốn đầu tư nó không phải là cái phần thực sự lớn. Cái công ty tư vấn nó khó khăn là cái tư vấn là người ta sẽ bán một cái sản phẩm mà nó vô hình. Đấy, làm sao để cho chủ đầu tư tin. Hơn nữa rằng là bạn biết rằng là trong cái kinh doanh thì tất cả mọi người thì cuối cùng đó là họ quan tâm đến một thứ, đó là lợi nhuận. Thì với cái board director của bên Teodin, họ cũng quan tâm đến cái đấy. Và cái việc mà họ bỏ tiền ra không phải đơn giản là cái chuyện là ok để mở một phòng để cho ông Long thử nghiệm cái này cái kia, mà cho đến cuối ngày ở một thời điểm mình phải mang lại cái benefit, cái profit cho văn phòng. Và mình nghĩ với cái margin của các công ty về tư vấn thiết kế, với cái khó khăn của thị trường như vậy, thì đấy cũng là một cái khó khăn rất lớn, cái sự cạnh tranh rất lớn. Mình nghĩ rằng nó khó thêm một cách khác chứ không khó thêm một cách khác. Khi mà anh ra ngoài miền Bắc, là khi mà được duyệt cái bản kế hoạch ấy rồi, thì anh ra ngoài miền Bắc là tất cả anh sẽ phải set up lại từ đầu, từ nhân viên đến văn phòng đến kế hoạch hoạt động như thế nào. Có nghĩa là mình triển khai hoàn toàn một công ty mới, mặc dù là nó được một cái nền tảng là của công ty mẹ. Mình cũng phải bắt đầu như vậy. Mình bắt đầu với lại cái vốn liếng cũng không nhiều. Thế thì mình cũng phải bắt đầu với việc mà mình cũng phải xây dựng cái bộ máy nhân sự. Mình gọi nó là cái bộ xương sống. Và mình cũng phải cân nhắc đến cái chuyện là cái người đó là cái người mà mình, họ phải tự xây dựng cái bộ phận của họ thay vì mình. Rồi có rất nhiều việc khác như là thậm chí là lựa chọn địa điểm văn phòng, hay là setup nó như thế nào, lên mặt bằng như thế nào, rồi setup cái hệ thống nó như thế nào. Rồi cũng trong cái hoàn cảnh thị trường như vậy thì cần rất nhiều những cái tối ưu trong cái việc mà vận hành. Khi mà cái việc cạnh tranh nó khủng khiếp như thế, bạn biết rằng ở thời điểm mình ra thì cái thị trường bất động sản nó xuống khủng khiếp, và cái sức cạnh tranh rất lớn từ những cái người làm từ bất động sản nhà cao tầng dồn sang cái mảng kinh doanh công nghiệp của Teodin. Thì lúc đó tụi mình phải đối chọi với rất nhiều những cái đối thủ mà họ sẵn sàng offer với cái giá khủng khiếp, bởi vì vấn đề ở thời điểm đó là sống còn chứ không phải vấn đề phát triển. Tại sao anh lại lựa chọn ra ngoài Hà Nội trong cái thời điểm là bất động sản nó đang xuống như vậy? Rõ ràng là anh nhìn thấy được cái rủi ro đấy. Đúng vậy, mình là người không sợ rủi ro, mình là người thậm chí là thích rủi ro. Bởi vì là rủi ro tức là nó sẽ có ít người dám chấp nhận nó. Nhưng mà mình đối phó với rủi ro bằng cách là mình hiểu nó, hiểu tường tận nó, và mình tìm cách để mình mitigate nó, mình chuyển cái rủi ro đó đi một chỗ này một chỗ khác, hoặc loại bỏ nó, giảm thiểu nó tối đa. Thế thì trong cái hoàn cảnh đó mình nghĩ rằng là đấy, cái khó khăn của thị trường bất động sản là như vậy. Nhưng mà cái giá trị của Teodin, cái giá trị thực sự của Teodin, cái người mà mang đến cho chủ đầu tư cái sản phẩm nó ổn định, nó chắc chắn, nó chất lượng cao, an toàn. Khi mà người ta chấp nhận làm với bất cứ giá nào thì tức là người ta sẽ buộc phải bỏ đi một trong những cái số hoặc là toàn bộ những cái yếu tố đánh cấu thành lên cái mà chủ đầu tư cần. Đó là chất lượng của công trình, đó là độ an toàn, đó là cái việc đảm bảo cái budget. Thì mình biết rằng là cái giá trị của Teodin nó vẫn còn đấy. Cái thứ hai nữa là mình nghĩ rằng là cái việc mà phát triển lên xuống thị trường nó giống như cái hình sin, và mình cần có những cái bước chuẩn bị để mình sẵn sàng cho một cái đường phát triển khi mà nó quay ngược trở lại. Thực ra thì cái vấn đề khi mà khởi nghiệp, đa số nhiều CEO xuất phát từ dân kỹ thuật, nghĩa là chuyên về một cái ngành nào đó chứ không phải xuất phát từ dân kinh doanh. Có nghĩa là chúng ta không học quản trị kinh doanh, chúng ta không xuất phát từ dân kinh doanh, nhưng chúng ta lại trở thành CEO, có thể giỏi trong một cái chuyên ngành nào đó. Vậy thì rõ ràng khi mà quản lý một cái team như vậy thì anh có gặp khó khăn gì so với khi mà anh quản lý một cái team về kỹ thuật?
Mình nghĩ rằng là cái cách nhìn của chính mình với cương vị là trưởng nhóm, là người đứng đầu của một cái nhóm, nó phải thay đổi. Mình nghĩ đấy là cái quan trọng nhất. Thì với một cái người đứng đầu với cả một tập thể thì mình phải nhìn xa hơn. Cái thứ hai mình phải nhìn rộng hơn, bởi vì vấn đề bây giờ nó không chỉ đơn thuần là làm đúng nữa. Như là một người kỹ thuật thì mình làm đúng là được. Nhưng mà với một người làm kinh doanh thì mình không phải làm đúng, mà mình phải làm cái mà phù hợp với cái khách hàng muốn. Thì mình nghĩ rằng là cái cách nhìn của bản thân mình cũng phải thay đổi. Một điểm nữa mình nghĩ rằng là lúc này mình phải chịu trách nhiệm nhiều hơn. Mình chịu trách nhiệm với những gì mình đang xây dựng, với cái nhóm mình đang dẫn cả nhóm đi. Thì mình nghĩ rằng là cái trách nhiệm, cái tinh thần trách nhiệm trong chính bản thân mình cũng phải thay đổi. Nó sẽ dẫn đến bây giờ, nếu như mà Dương Trinh nghe anh nói thì Dương Trinh chắc chắn là không nghĩ rằng anh đã từng xuất phát từ một kỹ sư cơ khí, là một người học kinh doanh rất tốt. Tuy nhiên, bách trở lại về thời điểm ban đầu, khi mà chúng ta chưa có một cái kinh nghiệm như vậy, thì mình gặp khó khăn như thế nào trong vấn đề là mình bước vào một cái môi trường kinh doanh, mình phải quản lý nhân sự, mình phải có rất nhiều những cái kinh nghiệm mà lẽ ra mình không có từ khi mà mình làm kỹ thuật. Thì anh đã phải gặp khó khăn như thế nào trong vấn đề quản lý nhân sự? Những cái khó khăn thì thực sự rằng là nó có rất nhiều khó khăn trong quá trình xây dựng cái bộ máy nhân sự. Thế thì mình phải luôn luôn đối mặt với cái chuyện là mình có thể mất người tốt trong một công ty khác. Khi mình xây dựng một cái nhóm, một con người tốt, một cái bộ máy tốt, thì những người leader hoặc những người tốt của mình lại đi mất, bởi vì là họ có cái mục tiêu của họ, bởi vì mỗi cuộc sống nó thay đổi và họ có những cái mục tiêu riêng của họ, và mình hoàn toàn tôn trọng cái mục tiêu đó, bởi vì tất cả cái đó đều tốt. Và họ đi bởi vì có thể là bởi vì một cái công ty khác họ cho một cái vị trí khác tốt hơn, hoặc là có thể là một cái công việc quan trọng hơn, hoặc có thể là trả lương nhiều hơn. Thế nhưng mà mình coi cái mình tiếp cận và mình học được cái chuyện đó là đấy là vấn đề của xã hội, và mình sẽ mất một ai đó và mình sẽ được lại một ai đó. Và mình luôn luôn suy nghĩ theo cái hướng tích cực là ngay cả khi mình mất một người tốt thì điều đó cũng đã tốt, là cái công ty của mình đã đào tạo ra được một người tốt, và người đó đi đâu đó thì họ vẫn nằm trong cái xã hội này, họ vẫn nằm trong Việt Nam này, họ vẫn nằm trong một cái nhóm thực hiện những cái dự án này, thì ít nhất là mình đang làm một điều tốt, mình cảm thấy thoải mái. Thì mình thực sự đấy là một cái khó khăn thời điểm ban đầu, mình rất khó, nhưng mà sau này mình chấp nhận nó một cách thoải mái. Nên là với thời điểm ban đầu khi mà khó khăn về nhân sự như anh nói, chúng ta mất những người giỏi, và cộng thêm với nữa là sự khác biệt giữa văn hóa thị trường miền Bắc. Vậy thì hai cái khó khăn mà nó đến cùng một lúc như vậy thì anh đã phải giải quyết nó như thế nào? Mình lập cái bản kế hoạch. Mình ở thời điểm đó mình có đánh giá rủi ro, mình phân tích rủi ro và đánh giá, rồi tìm cái phương án loại trừ nó. Và có rất nhiều thứ mình nghĩ rằng là nó sẽ thuận lợi, nó sẽ đi theo cái cách mà mình đã nghĩ, mình đã phân tích và mình tìm cách mình loại trừ nó trong cái bản kế hoạch kinh doanh. Thực ra thì không phải như vậy. Có rất nhiều thứ nó làm mình bất ngờ, thực sự. Nghĩa nó khác biệt hoàn toàn so với bản kế hoạch ban đầu của em. Đúng như vậy. Bạn biết là background của mình là kỹ sư và quản lý dự án. Thế thì mình tiếp cận nó theo cái cách quản lý dự án, và mình nghĩ rằng mình sẽ chắc chắn là mình sẽ manage được cái mình sẽ quản lý được cái dự án cho nó ổn. Và đến cuối ngày mình sẽ deliver cái dự án hài lòng chủ đầu tư. Tuy nhiên mình nghĩ ở thời điểm đó là cái việc mà tiếp cận khách hàng hay bán hàng, mình sẽ chỉ cần đơn giản là mình sẽ tuyển một cái người bán hàng thật là giỏi. Và anh ta sẽ giúp mình quản lý cái phần, tất cả những cái phần về lo liệu về bán hàng. Khi anh ta hỗ trợ thì mình cần hỗ trợ thì mình hỗ trợ thôi. Thực ra thì sau một năm rưỡi ra ngoài Hà Nội thì nó không dễ dàng như vậy. Và mình thực sự đấy là một thất bại của mình. Nếu mà mình lấy một người miền Bắc để phát triển thị trường miền Bắc thì anh ta lại gặp khó khăn trong cái việc tiếp cận cái văn hóa của Tebodin ở thời điểm đó, về compliance là một ví dụ. Hoặc là mình lấy một người ở miền Nam, những người mà theo cái Western Horizon, họ hiểu rất rõ cái văn hóa công ty mình, thì lại không hiểu được cái thị trường miền Bắc. Và trong vòng một năm rưỡi tụi mình gặp cực kỳ khó khăn trong cái vấn đề phát triển thị trường. Bởi vì cả một năm rưỡi cái khó khăn về cùng với cái khó khăn thị trường, cùng với lại cái việc mà cái setup của mình có vẻ nó chưa phù hợp với thị trường, và mình đã, cái việc mà bán hàng rất gặp rất nhiều khó khăn.
Thế thì sau đó mình nhận ra rằng là mình phải tự vào, nhảy vào để mình làm, bởi vì hơn ai hết mình là người hiểu rất rõ công ty mình đang làm về Tebodin hay Beefinger, và mình cũng là người phải tìm và phải nhảy vào học hỏi để tìm hiểu được cái thị trường miền Bắc. Mình thấy rằng là ngay từ thời điểm lúc mình ra ở trong cái bản kế hoạch Duy Anh thì mình chưa lường trước được chuyện đấy. Và quả thực đấy là cái cách là mà mình phải, ngay cả đến bây giờ mình cũng vẫn phải tiếp tục đi tìm những cái chỗ mà mình phải, bởi vì thị trường mọi thứ nó luôn luôn thay đổi. Mình vẫn phải đi tìm cái chỗ nào mình làm chưa tốt để mình thay đổi nó. Không yên phận với công việc và vị trí của một kỹ sư cơ khí, lựa chọn con đường đi riêng để xem khả năng của mình đến đâu. Những bài học từ những va vấp và những thành công từ công việc điều hành, quản lý và kinh doanh với một văn phòng Hà Nội dường như chưa đủ để Hoàng Thế Long khám phá bản thân mình. Cách đây 3 năm, anh quyết định đi một con đường riêng ở một thị trường mới. Và bây giờ, ngoài những trăn trở của công việc hiện tại, Hoàng Thế Long tiếp tục con đường đi tìm chính bản thân mình với một công việc mới mẻ và thách thức hơn rất nhiều, làm trưởng văn phòng ở Myanmar. Anh đã khẳng định được thành công của mình với thị trường Hà Nội khi đi từ con số 0. Và với thị trường mới, công việc mới, anh sẽ phải khẳng định thành công của mình khi đi từ ngưỡng dưới 0. Và với Hoàng Thế Long, với những công trình, những dự án và những mảnh đất mà anh đang theo đuổi, đó vẫn là hành trình để anh đi tìm chính bản thân mình. Có một thời điểm nào mà anh cảm thấy rằng cái việc lựa chọn bước vào con đường kinh doanh của mình nó hơi rủi ro, hơi liều lĩnh, trong khi đó anh có thể yên phận với một công việc của một kỹ sư? Mình không hối tiếc, mình không hối hận, hay mình không quay lại để xét lại những việc mình đã làm, bởi vì mình nghĩ là việc đó nó không có ích. Cái thứ hai nữa là ở thời điểm mà mình quyết thì mình đã quyết trên cái những cái gì tốt nhất mình có thể làm được rồi, và trong quá trình mình làm mình cũng đã làm những gì tốt nhất mình có thể rồi. Thì bây giờ mình relax, mình cảm thấy mình thoải mái, với mình thì không tiếc. Nghĩa đã làm rồi thì sẽ không tiếc. Mình đã làm rồi và mình đã quyết, mình đã làm tất cả những gì có thể và đã làm tốt nhất ở thời điểm đó rồi, thì mình không tiếc nữa. Tốt hơn là học được cái gì đó, nên cái gì đó thay đổi và bước tiếp thôi. Kể cả là cái chuyện mà cái văn phòng Hà Nội giả sử như nó không thành công đi nữa thì có sao đâu. Có thể có một người nào đó giỏi hơn mình sẽ làm, thay vì họ sẽ lệch mình, và lúc đó mình sẽ trở thành một cái người, một thành viên của nhóm, không vấn đề. Bởi vì nếu mà họ làm tốt hơn mình, họ có thể dẫn dắt được cả một cái tập thể đi tốt hơn mình thì cực kỳ ổn. Nên mình hoàn toàn mở trong vấn đề đấy, không và mình khuyến khích mọi người làm chuyện đấy. Nhưng mà đến bây giờ thì thị trường ở Hà Nội nó đã có một cái kết quả gì để chứng minh cái đường hướng của anh đi là đúng? Nó luôn luôn cảm thấy tự hào khi mà nhìn lại những gì mình đã qua, kể cả những cái khó khăn cũng như những thành công. Với mình thì cái quan trọng nhất và cái mà mình tự hào nhất đó là mình đã xây dựng được một cái nhóm rất là cứng vững và đã được thử thách với cái thị trường khó khăn như hồi nãy mình chia sẻ. Và bản thân những cái nhóm đó, những người trong nhóm đó đang càng ngày càng lớn lên. Cái thứ hai, mình rất tự hào khi mà mình đã thực hiện thành công những cái dự án mà đến bây giờ nó đang sinh ra những sản phẩm mà rất nhiều người dùng hàng ngày, và cái chất lượng rất ổn định. Thì đấy là cái giá trị mà mình mang lại cho những người xung quanh mình và mang lại cho cộng đồng. Mình vừa nhận cái trách nhiệm với cái thị trường ở Myanmar, và mình thử xem mình sẽ quyết tâm mình làm để xem nó sẽ như thế nào. Nhưng mà có phải anh kỹ sư của chúng ta đang quá tham lam hay không? Câu hỏi đó mình không trả lời thời điểm này được. Có nghĩa là chính thấy là con đường của anh có nghĩa là đi tìm và thử thách tất cả những gì mà mình nghĩ là mình có thể. Trong cuộc sống bình thường thì mình cũng thế, mình vẫn luôn luôn thử thách chính bản thân mình. Và cũng rất may là cho đến thời điểm này đã tìm thấy một vài giới hạn và một số khác, còn rất nhiều cái khác thì chưa. Chính có thể tò mò không biết là cái giới hạn mà anh tìm thấy được là gì không? Có rất nhiều. Bạn có thể thấy rằng là Long ví dụ như hồi trẻ Long chơi đá bóng, thì đến tuổi này, đến lúc này thì Long bắt đầu cảm thấy rằng là
cái cơ thể của mình nó không như cái đầu của mình nó nghĩ nữa. Đấy đấy là tức là mình nghĩ là mình sẽ làm được chuyện đấy nhưng không phải như vậy. Riêng trong về vấn đề về kinh doanh thì mình nghĩ rằng là mình vẫn đang tìm tòi, vẫn đang khám phá, vẫn đang mở tất cả các giác quan để học hỏi, để với cái mục đích như mình chia sẻ hồi nãy, và để xem mình có thành công ở Myanmar hay không. Có vẻ như đơn giản nó là một cuộc chơi. Theo cách này và cái kia nó là một cuộc chơi, và với mình thì mình sống với nó bằng bằng cả con tim, bằng tất cả những gì, bằng tất cả cái nguồn năng lượng của mình dồn vào cái mà mình đang chiến đấu cho cái ước mơ đấy của mình. Vậy thì trong ngày hôm nay thì anh có một cái chia sẻ cũng như là gọi là tư vấn gì cho những cái người kỹ sư cơ khí như anh với một cái đam mê nào đó để giúp các bạn ấy có thể khởi nghiệp trong một cái lĩnh vực khó hơn ngoài sức của các bạn ấy là kinh doanh hay không? Để mà đưa ra một lời khuyên cho người khác, mình nghĩ là mình không làm bởi vì nó to tát quá. Mình chỉ hy vọng rằng là những cái trải nghiệm mà mình đã trải qua, mình chia sẻ nó với tất cả các bạn bằng tấm lòng, bằng tất cả những gì mình biết, bằng cái ngôn ngữ nó không thực sự bài bản lắm, thì hy vọng là một bạn nào đó sẽ thấy có một cái gì đó phù hợp với mình, và có gì đó hay, và có gì đó thử xem sao. Thì và CEO bản thân là một trưởng nhóm, thì nếu mà thực sự mình sống cho tập thể, mình chiến đấu cho cái target chung, mình tôn trọng tất cả những người trong nhóm, mình là một người cùng làm với họ, cùng chiến đấu với họ, thì rồi đến lúc nào đó họ sẽ tìm đến mình để xin lời khuyên, hoặc là đi theo mình để làm cùng làm một cái chuyện gì đó. Mình nghĩ rằng là có một ước mơ, chiến đấu cho nó bằng cả con tim, bằng cả khối óc, bằng toàn bộ nguồn năng lượng, và tận hưởng kể cả nó thành công hay nó thất bại, và học hỏi từ nó. Với mình thì như vậy là tận hưởng từng ngày rồi. Nghĩa là chiến đấu với ước mơ của mình thì sẽ không bao giờ hối tiếc. Mình nghĩ vậy. Rất cảm ơn những chia sẻ của anh Hoàng Thế Long trong chương trình Diễn đàn CEO ngày hôm nay. Cảm ơn Trinh. Thưa quý vị, chúng ta không nhất thiết chỉ có lựa chọn hoặc là thực hiện giấc mơ của mình, hoặc là làm thuê cho giấc mơ của một người khác. Đơn giản hơn, chúng ta có thể tìm cách đồng hóa ước mơ của mình với ước mơ của một người khác để làm sao cùng nhau phát triển được sự nghiệp như chúng ta mong muốn. Và câu chuyện của CEO Hoàng Thế Long tuần này là minh chứng rõ ràng cho cách làm đó. Còn các bạn thì sao? Nếu các bạn chưa tìm được cách để thực hiện thực hóa ước mơ của mình, thì câu chuyện tuần này chính là một minh chứng để các bạn có thể tìm ra cách thực hiện ước mơ của mình một cách hợp lý nhất. Đó là điều mà Dương Trinh cùng ekip Diễn đàn CEO mong muốn. Và đến đây thì thời lượng trò chuyện của chúng ta với chương trình Diễn đàn CEO cũng đã hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau với một người kể chuyện thú vị khác.